Bản tin thế giới cho biết Bộ trưởng Tư pháp của Lebanon đã từ chức sau vụ nổ khiến cho hàng ngàn người đã bị thương vong. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tư pháp Lebanon là Marie-Claude Najim vào thứ Hai ngày 10 tháng 8 đã đệ đơn từ chức lên chính phủ, nối theo sau vụ nổ kinh hoàng tại trung tâm thủ đô Beirut, vốn khiến cho 158 người bị thiệt mạng và hơn 6.000 người khác đã bị thương. Do vẫn còn một số nạn nhân bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, nên số người bị thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng. Vụ việc xảy ra ngay vào thời điểm mà Lebanon đang phải chật vật đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế và khủng hoảng chính trị. Thêm vào đó, sự lây lan của đại dịch COVID-19 càng khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Hai ngày sau khi thủ đô Beirut bị rung chuyển bởi vụ nổ, Bộ trưởng Tư pháp Marie-Claude Najim đã đích thân tới thị sát các khu dân cư bị ảnh hưởng, bất chấp sự kháng cự mãnh liệt từ phía các cư dân. Bộ trưởng Thông tin và Môi trường của Lebanon vào Chủ nhật cũng tuyên bố từ chức.